tôi tên là Trần, Việt Phát. Con sinh ngày 30 tháng 8 năm 2011. Hiện tại con đang sinh sống ở Tân Lập, Đắk Nông, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông. Sở thích của con là đá bóng, sở trường của con là đá cánh tiền vệ. Mơ ước của con là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Rồi.